Huấn luyện viên Southgate muốn đội tuyển Anh thay đổi hoàn toàn lịch sử, phải vô địch, không thể khác. Để chuẩn bị cho trận đấu chung kết Euro 2024, huấn luyện viên Gareth Southgate đã gửi một thông điệp đầy cảm xúc tới đội tuyển Anh, hãy tiến lên và thực hiện ước mơ của mình. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Anh sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 7, giờ Việt Nam, trên sân Olympiacen, Berlin, Đức. Đây cũng là trận chung kết Euro thứ hai liên tiếp của Tam Sư dưới thời huấn luyện viên Gareth Southgate. Nếu thắng Tây Ban Nha, đội tuyển Anh sẽ có chức vô địch Euro đầu tiên trong lịch sử. Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Anh, huấn luyện viên Gareth Southgate nhắn nhủ các học trò, tôi không tin vào truyện cổ tích nhưng tôi tin vào những giấc mơ. Đội tuyển Anh có những giấc mơ lớn và các bạn đang giữ sứ mệnh đó. Bằng sự dũng cảm, hãy tiến lên và biến những giấc mơ vô địch thành hiện thực. Toàn nước Anh đang ở sau lưng, đó là ý nghĩa quan trọng để các bạn giành chiến thắng. Những đớn đau, cảm xúc đội tuyển Anh đã trải qua như bàn thắng muộn, những quả phạt đền giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì cả. Các bạn phải thể hiện những gì tốt nhất trong trận chung kết, xứng đáng với màu áo đội tuyển Anh mà các bạn đang mặc trên người. Huấn luyện viên Gareth Southgate đang đứng trước cơ hội giúp bóng đá Anh thay đổi lịch sử kể từ năm 1966, đội tuyển Anh vẫn chưa có danh hiệu lớn nào. Huấn luyện viên Southgate nhấn mạnh, ông sẽ là người thay đổi lịch sử. Đội tuyển Anh phải giành được danh hiệu Euro 2024 để nhận được sự tôn trọng của phần còn lại của thế giới bóng đá. Trước khi thành huấn luyện viên đội tuyển Anh, tôi đã đến xem các trận đấu ở World Cup và Euro. Tiếc rằng, những người thi đấu chung kết rồi nâng cúp không phải đội tuyển Anh. Vị trí nổi bật nhất sau giải đấu không dành cho đội tuyển Anh, đó là sự không tương xứng với những gì mà người dân Anh đã kỳ vọng. Chung kết Euro, dù Bellingham hay Lamine Yamal sẽ đi vào lịch sử. Vì thế, tôi và các bạn sẽ thay đổi lịch sử. Tôi không còn sợ điều gì có thể xảy ra nữa. Vì tôi đã trải qua mọi chuyện rồi. Tôi muốn các cầu thủ của mình cảm nhận được sự dũng cảm. Nếu chúng tôi không sợ thua, chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Theo truyền thông Anh, toàn bộ 26, bao gồm cả Trippier, Luke Shaw đã tập luyện trong buổi tập cuối cùng của đội tại sân Wimar và sẵn sàng ra sân. Tuy nhiên, nhà cầm quân 53 tuổi khẳng định, ông sẽ giữ nguyên 11 cầu thủ đá 9 trận thắng Hà Lan 2-1 ở bán kết. Ông tin rằng đó là đội hình mạnh nhất, có thể giúp đội tuyển Anh chơi đôi công với Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ không thay đổi đội hình trận chung kết trong trận chung kết vào rạng sáng mai. Harry Kane chắc chắn là cầu thủ nhận được rất nhiều sự chú ý. Harry Kane đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Anh. Cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử ngoại hạng Anh, vừa giành danh hiệu vua phá lưới Bundesliga nhưng chưa có bất kỳ danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp từ cấp câu lạc bộ cho đến đội tuyển. Đồng thời, tỷ lệ thắng khi lọt vào trận chung kết của Harry Kane là 0%. Tỷ lệ thắng chung kết của Kane là 0%. Harry Kane quyết tâm, đúng là tôi chưa giành được danh hiệu tập thể nào. Mỗi năm trôi qua, tôi càng quyết tâm và mong mỏi thay đổi điều đó. Nhưng tôi sẽ đứng trước cơ hội giành một trong những danh hiệu lớn và làm nên lịch sử cùng đất nước. Tôi vô cùng tự hào khi là người Anh. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đổi lấy chức vô địch Euro 2024 cùng đội tuyển Anh. Theo thông tin từ tờ Telegraph, huấn luyện viên Gareth Southgate đã nhận thông báo được phong tước hiệp sĩ khi trở về từ Đức, bất chấp kết quả trận chung kết ra sao. Với thông báo này, huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ được đặt ngang hàng với những huyền thoại thể thao ở Vương quốc Anh như Lewis Hamilton, đua xe F1, Alex Ferguson, bóng đá, Andy Murray, quần vợt, và Chris Hoy, xe đạp. Ông sẽ sớm được gọi với cái tên trang trọng Sir Gareth Southgate. Huấn luyện viên Gareth Southgate nhận được sự tôn trọng rất lớn của Liên đoàn bóng đá Anh.